Ăn trưa. Thưa ba, thưa má, con đi mở ngoặc ra là đi xem mắt á. Dắt về cho má một nàng dâu xinh. Tính gì thì tính em ơi. Ta ơi một tiếng là chung một nhà. Ta ơi một tiếng là chung một nhà. Đến năm 86 để ý là mình quen là mình dưới cơ. Không mà mình dưới cơ là mình bỏ chạy. Sao vậy? Dưới cơ là sao? Là sao mà làm mấy cô đó dữ dằn hay là? Đúng rồi, dữ dằn. Ồ, thấy bé này hiền lắm. Hiền lắm. 86 rồi, lớn hơn 6 tuổi mà làm gì mà sợ người ta vậy? Dưới cơ. Không phải sợ là con sợ người con gái là dữ thôi á, là đàn ông sẽ mất đi cái tính đàn ông. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Xin cảm ơn nhãn hàng Cốt Súp Heo của Quốc Việt Food đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai nhân vật, một nam và một nữ ngày hôm nay. Tường sẽ ra và đưa bạn nữ vào quý vị nhé. Rồi, mời em. Đây, vào ghế nha, bên trái. Rồi, ngồi xuống. Tường sẽ mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Rồi. Được phép đôi khi. Được, được, chứ giờ không đeo không thấy đường sao nói chuyện ha. Phải thấy đường chứ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu trước nha. Bạn tên là gì? Mình tên là Tâm, hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 11. Mình đang làm kỹ sư kinh doanh mảng máy móc cơ khí. Làm văn phòng hay là cái là làm ngoài công trình? Làm kinh doanh như là đi bán máy móc cho các cái doanh nghiệp, nhà máy. Tâm là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 1980. Ê, hiện tại mình đang sống với ai, sống ở đâu? Sống với mẹ ở quận 11. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của mình là thông minh, hài hước. Thông minh, hài hước, được, ngon. Rồi, còn gì nữa không? Điểm yếu chắc có vẻ là hiền quá hay sao? Hiền là sao chưa hiểu? Hiền, hiền lành sao dám hài hước? Hài hước một cách dễ thương thôi. Vậy là chắc chỉ những người nào mà mình quen, mình thân thôi mình mới hài hước. Đúng không? Đúng rồi. Trong công việc thì mình bộc phát ra, mình thể hiện bên ngoài ra mình thông minh, mình giỏi giang. Dạ. Nhưng mà hiền như vậy là đối với những người lạ, những người mới gặp là coi chắc là... đối với nữ. Là ngồi im ngu luôn phải không? Thật ra có nhiều chàng trai tham gia chương trình này, cái gì cũng được hết. Có tội mỗi tội rụt rè, không có chịu chủ động là bạn gái không có bấm nút. Thông minh là nói ít hiểu nhiều. Đồng ý? Đồng ý. Rồi, chào em gái. Rồi em tên gì? Em tên là Anh Thư, nay em 35 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng của một công ty ở khu công nghiệp Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Ở Đồng Nai luôn, ở cái đoạn nào? Em ở Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi bên đây lên đây quay hình là đi bằng gì lên đây? Em Grab. Sao vậy, hết nhiêu tiền? 400.000. 400.000. Trời ơi, thương ghê, quay chương trình đi lên 400 đi về 400. Ví dụ tối mình ghi hình xong cái mình hẹn hò mình uống cà phê, ăn uống đồ. Xem phim luôn. Xem phim luôn là được phải không? Dạ ok ạ. Ok, đằng nào cũng tốn 800.000 rồi. Nếu mà có bạn trai rồi là đâu có tốn nữa. Bạn trai trả, đừng lo. Nhưng mà thương quá à, trời ơi, vậy đó hả? Ủa dưới đó lên đây làm mất bao nhiêu cây số cơ nhỉ? 50 phút đến 1 tiếng ạ. 50 phút 1 tiếng, thật ra cũng không có quá xa. Ê, mình có ngại quen bạn trai nó hơi khác tỉnh vậy không? Không ạ. Quan trọng mà là hai bên quan tâm nhau và tìm hiểu nhau thì... Cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em tự lập, lạc quan. Em biết nấu ăn và dễ biết quan tâm chia sẻ. Còn điểm yếu của em là em cũng hơi rụt rè, hơi đỏ mặt. Thì thấy mặt em có đỏ. Đỏ mặt dễ thương mà. Thật ra phụ nữ á, mà có hơi rụt rè, hơi ngại một chút cũng không sao. Thí dụ giờ bạn gái ở xa vậy rồi mình có ngại không? Hai tỉnh cũng lân cận mà đâu có xa lắm. Nhưng mà mỗi lần cổ lên đây thăm em, cổ tốn 800 ngàn tiền taxi. Còn bây giờ bao lâu thì em chạy xuống em thăm cổ được một lần? Thì tuần cũng đi chắc hai lần. Này nói nha, hứa nha, một lần hai lần là được. Đi xe buýt. Em đi gì kệ em, miễn không từng hai lần em tới. Em có mặt ở nhà bạn gái rồi đi chơi với bạn gái là được rồi. Ở hồi đó chị ở Biên Hòa, chị ở Biên Hòa 5 năm mà chị thấy hình như Biên Hòa toàn người Công giáo không á nha. Dạ vâng, em cũng đạo Công giáo. Vậy hả? Em hy vọng anh cũng sẽ là người đạo Công giáo. Sao anh? Anh đạo gì anh? Cái gì tự nhiên tôi hỏi đạo gì cái banh banh chân ra vậy? Mình cũng đạo Công giáo luôn, mình nghe rất là mừng. Mà mừng là coi như đổi thế ra đây vậy đó hả? Đúng rồi, mở, cởi mở. Vậy là may mắn rồi. Nghe đồn em cũng có tài xuất khẩu thành thơ, ca hát đồ. Có bài thơ tức
cảnh gọi là sinh tình đó. À, dễ thương, mời em. Hôm nay hẹn hò ăn trưa. Thưa ba, thưa má, con đi. À, mở ngoặc ra là đi xem mắt á. Dắt về cho má một nàng dâu xinh. Tính gì thì tính em ơi. Ta ơi một tiếng là chung một nhà. Ồ, mấy đêm mới làm được bài thơ này vậy? Đâu có đâu, ngay tại lúc đó luôn á. À, vừa nghe được báo là thơ tới ghi hình cái là làm bài thơ liền. Ra bài thơ liền luôn. Hay ha. Kể như ừ tiếng là có con dâu luôn hả? Nói nghe nè, ví dụ nãy giờ mình có cảm nhận gì với cô gái bên này chưa? Có sự rung động xao xuyến gì chưa? Giờ mình làm 4 câu thơ về cổ được không? Không ơi, cổ. Sao ta? Ước gì ta cưới được nàng, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Ủa, câu này của người ta chứ câu này của ông đâu, ông có sáng tạo gì đâu. Bậy bạ. Hôm nay được gặp em rồi, đồ gì đó chẳng hạn vậy đó. Hay kiểu hôm nay đến ngày hẹn hò, đến ngày ghi hình, đồ gì vậy đó. Hôm nay gì ta? Hôm nay... Đến hẹn ghi hình. Đến hẹn ghi hình mà sao chưa thấy bóng hình của em. Xem nhanh các tường, chị ơi mở màn cho em thấy nàng được không? Chị ơi mở màn cho em thấy nàng được không? Trời ơi, được rồi, từ từ chị sẽ mở màn liền. À, tình trường của em sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi nè. Trước đây em cũng trong mối quan hệ tìm hiểu khoảng 4 đến 5 mối tình. Ừ. Vậy là toàn là những mối quan hệ tìm hiểu chứ chưa có người nào là một cái mối tình chính thức là chưa có hả? Ồ, là chỉ dừng lại ở mức độ vụ hẹn hò nhau từ 5-7 lần, 10 lần là maximum rồi là thôi là chia tay. Dạ. Sao khó dữ vậy? Là không là do là mình không hợp với người ta hay người ta không hợp với mình hay là như thế nào? Chưa có cảm xúc. Em có khó tính quá không? Em nghĩ là em không khó đâu. Con người của em mong muốn là người như thế nào? À, gặp được người đó, sự rung động, có cảm xúc, cho em cảm giác an toàn. Và em không thích người gia trưởng, vũ phu, vô tâm đó chị. Gia trưởng, vũ phu, vô tâm. Rồi về ngoại hình thì mình có yêu cầu gì không? Tiêu chí như thế nào? Cao hơn em là được thôi. Em là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 86. 86, sao có tuổi hay gì mà hỏi? Hả? Hợp không? Tuổi dần rồi. Cào số ha. Có đi coi bói gì không? Dạ không ạ. Không hả? Nói chứ bên đạo không có tin mấy cái đó. Vậy sao hỏi tuổi chi vậy? Mà cũng hơi nhộn nhộn. Sao vậy? Sợ tuổi dần hả? Sợ tuổi dần. Lý do tình trường sao? Bộ có quen cô nào tuổi dần rồi hả? Tại vì cũng thú thật là tình trường thì nói chung là đến giờ thì cũng tiếp xúc với nhiều cô gái. Ừ. Mà hôm nay nói không biết là sao. Nói đó có tụi mình có sao nói vậy, thật lòng mà. Năm 86 để ý là mình quen là mình dưới cơ, không mà mình dưới cơ là mình bỏ chạy. Sao vậy, dưới cơ là sao, là xăm là mấy cô đó dữ dằn hay là? Đúng rồi, dữ dằn. Ồ, thấy bé này hiền lắm. Hiền lắm. 86 rồi, lớn hơn 6 tuổi mà làm gì mà sợ người ta dưới cơ. Dưới cơ hay sợ không? Là con sợ người con gái là dữ thôi á, là đàn ông sẽ mất đi cái tính đàn ông. Con này có rụt rè lắm. Mà nãy chị nói rồi đó, yểu điệu thục nữ thì quân tử nó hiếu cầu. Đúng rồi. Đúng không? Giống như chị là mới chạy nè. Đúng không? Chứ con mấy chị nhìn cái hồi chạy mất tiêu. Đúng rồi, chạy mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà tại sao em là cũng 41 tuổi nè, chị thấy tướng tá cũng phong độ, công việc dạ, mọi thứ ổn định, tại sao giờ này vẫn chưa có cô nào, là lý do gì? Chắc cũng kén ngoại hình đó, nhưng mà nói chung là cái mà quyết định là cái cảm xúc á. Khi mà mình tiếp xúc với người kia mình có thân thiện, mình có cái sự chia sẻ với nhau hay không thì mình mới tính được cái chuyện tương lai. Ngoại hình là ngoại hình sao? Mình có cái tiêu chí như thế nào? À, ngoại hình thì bụng mỉm bụng mít dễ thương. Ủa, thích bụng mỉm hả? À, thích tròn trịa hả? Dạ. Ồ, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, cũng vài mối tình chính thức thì hai mối tình. Mối tình gần đây nhất là cách đây 6 năm. Gì mối tình gần đây nhất mà cách đây 6 năm? Còn gần đây không kể, tại cũng đi làm nhiều cho nên là đi công tác suốt và không có cơ hội để gặp. Cha rồi bây giờ nếu mà có bạn gái nữa là có thời gian giờ để xăm tìm hiểu bạn gái không? Dạ, có ngày thứ bảy chủ nhật, có 2 ngày cuối tuần. À, là cũng có chứ, tự nhiên nói không có thời gian là sao? Lúc trước thì bận, lúc trước thì vô công ty của Đức thì nó hơi áp lực xíu nên đi công tác suốt. Tại vì coi luôn cả thị trường Nam Bắc, cả Việt Nam luôn, nên là lâu lâu là phải ra Hà Nội ở 1 tuần. Là bây giờ là ít đi rồi. Giờ là ít đi, qua công ty khác là ít đi rồi, coi trong thành phố Hồ Chí Minh thôi.
Bây giờ treo cái giá bớt xuống. Chứ đâu, kén, đâu có giá. Kén hoài kén nữa là ế luôn á, là mai mốt cha già con mọn. Em gái có hình không cho chị mượn coi. Trời ơi hình không to dữ vậy. Trời ơi mỏng mỉm múp miếp đó. Ba cô có một cô lựa cô nào đó lựa đi. Cái gì bắn súng rồi ghê vậy. Một hai ba anh lựa đi. Mình có cảm nhận hôm nay mình đang nói chuyện với cô nào không? Cô đầu tiên có vẻ lớn tuổi nhất trong ba cô này. Chính xác luôn á, có vẻ là chính xác. Tại thấy cô kia cổ cười. Cô kia cổ cười, trời ơi. Ngồi nói chuyện cô này mà đĩa cô ngoài kia nữa. Thiệt tình. Anh nào? Dạ. Rồi ba anh ba cây súng luôn đó. Về không? Em nghĩ là anh này. Tại sao chọn anh đó? Dạ, linh cảm thôi. Rồi rồi, rồi hơi cán, giữ tấm hình, giữ nguyên tấm hình. Để tôi mở ra coi coi linh cảm đúng không nha. Linh cảm. Mở cửa trái tim. Ai sai bị phạt nha. Chính xác. Hay quá ha. Vậy là em sai. Em sai rồi, giờ em bị phạt gì? Phạt cổ cái gì? Cổ chỉ cái anh kế bên. Anh này nè, anh bìa bên đây nè. À thích anh bìa bên này hả? Ừ. Hơi buồn xíu thôi. Anh nói giờ có vợ chưa? Anh nó đi Mỹ rồi. Chết rồi, rồi xong luôn em ơi. Kéo leo cuộc tình rồi. Giờ bị phạt sao đây? Anh thôi tha cho em. Không, ảnh chứ đâu phải chị. Anh có chịu tha không? Tha em nha. Tha em nha. Tha em đi. Tha em đi, anh có làm gì đâu mà tha em đi. Có làm gì đâu, tha em đi. Rồi được chưa? Thôi được rồi, trả hình đi chứ cầm hình coi hoài vậy. Rồi giờ cái này sao đây? À dạ, đến với chương trình em có món quà nhỏ tặng anh ạ. À, một chiếc khăn tròn cổ. À, cảm ơn dạ. Em gì? Hy vọng Giáng sinh này anh ấm hơn những Giáng sinh trước. Ủa vậy hả? À, hồi xuống coi cái gì vậy? Cái gì mà Giáng sinh ấm hơn vậy? Chị tò mò lắm, lấy cho tôi coi coi. Thử ra. Rồi, ngồi xuống anh xin phép lấy quà của em nha luôn nha. Rồi, em có biết ý nghĩa tặng khăn là gì không? Bắt anh luôn á. Em chỉ nghĩ là ấm áp thôi chị ạ. Vậy, tặng khăn là ý nghĩa quan trọng lắm đó. Choàng vô cổ là đúng bắt luôn á. Đúng rồi, bây giờ choàng không? Choàng thì choàng vô đi. Giờ ta tặng mình cho nó ấm thì mình cũng phải choàng vô một cái ghi hình coi nè. Trời nếu mà... Nếu mà sao? Được người kia mà choàng nữa thì lại càng đó, nghĩa hơn. Đó, em qua choàng vô, đi 800 ngàn tiền taxi lỡ qua choàng đi cô. Đi cho người ta thấy eo co tướng tá đồ. Cũng có da có thịt nha, tròn trịa nha. Ủa quấn khăn em choàng... em choàng sơ. Em choàng sơ ạ. Choàng mà choàng sơ nữa. Quấn lại cho ấm, ấm chưa? Cho ấm, ấm luôn. Trời ơi. Giống gì như chú ba ở dưới quê miền Tây không vậy? Có vậy trời. Sao vậy? Cái khăn rằn rồi mà bảo quấn cái kiểu giống như là, hiểu không? Chú Bảy ở dưới quê á. Chú Bảy vậy mới nói. Để thử rồi xem sao. Em chưa có kinh nghiệm chị ơi. Trời đất ơi, thôi kệ. Tấm lòng người ta dù sao người ta cũng không có tình có ý đi lên đây. Rồi bây giờ thì quà của chương trình dành tặng cho hai bạn là một buổi ăn thân mật để hai bạn trò chuyện. Tại hẹn ăn trưa mà, phải có ăn chứ. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn. Nãy trao đổi anh thấy anh, em thấy anh nói là anh khó tính. Vậy thì không, anh không có nói khó tính đâu. À, anh hơi kén. À. À, sau khi gặp em thì anh thấy em sao? Thấy em hả? Thấy em sao? Có phải là tiếp người của anh không? Thế em dễ thương. Mà không biết có dễ. À có hiền không á anh? À, dễ thương mà không biết có thương dễ không. À dạ. Em tưởng anh lo lắng về cái vấn đề mà sợ em giữ. Đúng rồi. Tại sao anh cứ nghĩ là tụi cọp là phải giữ? Tại thường tuổi sao người như vậy. À dạ. Anh nói đùa thôi. Chứ thật ra thì thực tế thì cũng phải tùy người, phải tìm hiểu. Nên là hai người phải đi tìm hiểu với nhau trước khi đến hôn nhân. Dạ. Đó, nên là qua quá trình tìm hiểu thì mình sẽ hiểu được tính cách của nhau, rồi sở thích, rồi quan niệm sống. Thì sau những cái đó thì mình mới quyết định là về chung một nhà. Thì không biết em nghĩ sao? À, đúng đó là quan điểm của em. Mình phải tìm hiểu trước. À, tìm hiểu trong bao lâu em? À, cái đó là không có một tiêu chuẩn nhất định anh ạ. Không có tiêu chuẩn luôn? Em nghĩ không có một tiêu chuẩn nhất định khi mà mình gặp gỡ, nói chuyện, trao đổi, tìm hiểu.
Có thể là 1 tháng, 2 tháng hoặc là 1 năm, 2 năm. Anh là anh định là ra riêng anh cưới em luôn rồi. Vậy anh cố gắng đi anh. Mời anh uống nước. À mời em uống nước. Ồ, hình như cái món của em là khác cái món của anh à? Dạ, món của em là ba rọi. Ba rọi xin mắm ngò. À dạ. Là mình thử mở ra mình thử thức xem như thế nào. Món này cũng lạ. Canh bí nụ nhồi tôm thịt. Chà vải. Chà vải. Thơm quá. Này phải dành cho nữ mới đúng á. À em trà thích sữa. Em thích cái này. Chà vải hoa hồng. À dạ. Trà sữa này cho phụ nữ với lại em bé uống. Anh không thích hả? Sao lại cho mình uống gì? Vậy là anh không thích hả? À không phải là không thích mà là nó không hợp tuổi. Em có nghĩ đến đến khi nào thì sẽ về gặp bố mẹ em? Mọi thứ đều phải có giai đoạn chứ anh. Ủa nhưng mà xa vậy rồi em có ngại không? Theo anh nghĩ là từ chỗ ăn mà về đến chỗ em chỗ nào nhỉ? À chỗ em là gần Bixi không? Dạ gần Rất Te. Gần Rất Te. Bixi đi xuống chút xíu hình như là tiếng rưỡi. Nếu mà đi xe buýt thì tiếng rưỡi, chạy hơi lâu tại vì nó còn ghé trạm này nọ thôi. Em bốc trước. Quan điểm của bạn về quan hệ trước hôn nhân, anh bốc anh đọc luôn hay là không? Em em bốc trả lời luôn hả? À em trả lời luôn là tới anh. Em thật ra em cũng không thích và không hẳn là không thích và cũng không hẳn là không đồng tình với quan điểm này. Quan trọng là tình cảm giữa hai người dành cho nhau như thế nào. Dành cho nhau như thế nào là sao? Dạ, cụ thể ý là đủ sâu đậm như thế nào. Sâu đậm cụ thể hơn nữa rồi. Mình có cảm giác an toàn với người ấy không? Như thế nào thì là an toàn đối cho em? Dạ, người ấy có thực sự dành sự quan tâm và tình yêu cho mình hay không? Cũng như là một cái công việc ổn định để mình có thể dựa vào. Nói món ăn hoài hết thời gian rồi. Em đang sợ ăn khó quá. Tôi vô, tôi không có cho ăn nữa đâu, ăn hoài. Nãy giờ lắng nghe cặp đôi này ở ngoài, tôi ở ngoài chứ tôi cũng nhiều chuyện chứ bộ. Tôi ngồi tôi cũng ráng hóng, tôi nghe. Thì thật sự là thấy hai bạn là những người trẻ mà rất là năng động, rất là tự tin, thoải mái. Nãy giờ không thấy ai rụt rè hết nha. Thật là trên sự bất ngờ của chị á. Tại vì thường thường là ít có cặp đôi nào mà nó tự nhiên thoải mái nói chuyện như vậy lắm. Ở đây mình cảm thấy một cái phong cách nó rất là nhẹ nhàng, thấy nó rất là dễ gần gũi. Giống như mình mới gặp lần đầu mà giống như kiểu đã gặp nhiều lần rồi vậy đó. Chắc tại choàng cái khăn vô nó ấm hay sao á ha. Chứ bình thường là thấy hai bên sẽ rụt rè rồi này kia rồi. Nó cũng mở và nó cũng có cái những nó cũng nó vừa truyền thống mà nó vừa cũng hiện đại, cái gì nó cũng tùy. Tại vì thật ra 100 cô lên đây ngồi mà ai hỏi về chuyện sống thử là đều là em không muốn, em không chịu, em muốn muốn. Nhưng mà cô bé trả lời rất là hay, mình cũng rất là thích cái cách trả lời như vậy. Mọi thứ nó là tùy, cái gì nó cũng tùy người đàn ông hết. Mà hồi nãy em cũng có nói cái câu là em sợ những cái người tuổi dần là lấn áp mình hoặc là mình không có chở che được. Thì rõ ràng cô này cô nói mà ăn thua người đàn ông có nghĩa là được đàn ông mà người ta dựa vào được, che chở cho người ta được thì người ta mới trao. Trao. Rồi tôi dùng từ chính xác lắm nè, rồi tôi gài hàng tôi được. Không phải trao cái gì. Trao cái gì ai biết. Cái gì cũng trao, cái gì trao tình cảm. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Chào em tên gì? Dạ em chào chị Tường, em chào toàn bộ ekip và chào nhà trai. Em là Hồng, em năm nay 30 tuổi, em là đồng nghiệp của chị Thư. Em biết chị Thư bao lâu rồi? Dạ em biết chị Thư được 8 năm rồi ạ. Trời ơi, đồng nghiệp mà làm tới 8 năm chung luôn hả? Như vậy Thư có tính xấu gì không em? Có tật xấu gì không em? Chị Thư á, không, trong phòng bọn em á, chị Thư không có tính xấu gì hết á. Chị ấy là vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Chị ấy nghiêm quá nên là mọi người cứ né chị ấy ra không ạ? Ủa vậy hả? Chị làm nghiêm lắm hả? Có ngày nào chị hay tao có tâm sự với em gì là chị muốn lấy chồng sao hay là cái gì không? Dạ có. Như thế nào? Tâm sự cổ như thế nào? Chị ấy muốn một người có thể chăm sóc, quan tâm chị ấy, trưởng thành nhưng mà vẫn có một cái gì đó là vui tính. Trời ơi đấy, nhà trai chị dí dỏm. Nên hôm nay em thấy anh ấy rất là phù hợp với chị đấy ạ. Sau này nếu mà hai anh chị đến với nhau á thì hai anh chị có sống chung với bố mẹ anh không ạ? Khó quá. Có gì đâu khó, có là nó có. Không, nhưng mà không. Anh dự định là sẽ ở riêng em. Thì đó, tự nhiên khó, trời ơi, câu đơn giản nhưng mà khó. Nhưng mà chị có chịu theo chồng không? Có chịu lên Sài Gòn không? Dạ, hôm nay ra đi thì chị ấy có quyết định rồi. Là có định thể rồi. Là có thể theo anh được ạ. Ồ, thôi bây giờ nè, ngồi nãy giờ nhìn lên khách quan thì thấy cặp này có ổn không?
Em có khuyên chị em là ví dụ có nên cho cơ hội hay không, hay là có điều gì bất ổn không từ nãy giờ? Dạ em thấy anh này cũng được á chị, nên là em nghĩ là chị với anh nên cho nhau cơ hội. Với thế em nhân ra em cũng muốn gửi lời của các đồng nghiệp ở nhà á, là chúc chị Thư năm nay có gấu. Ok, này cọp em phải chúc năm nay có sư tử rồi vậy á. Rồi chị cảm ơn em nha. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi sao bây giờ mình cái gì vậy? Giờ mình có món quà gì tặng chương trình đi. Nãy thơ rồi, bây giờ mình nhảy nhót múa hát gì không? Ekip. Ekip sao? Ekip chuẩn bị. Có chuẩn bị gì không? Ekip có chuẩn bị gì không? Có nhạc giùm. Biết khiêu vũ không em? Dạ không chị. Chết cha rồi. Chết gì là giật trước được không? Rồi giật đi, giật đi. Công nhận cái tướng đeo khăn sang hết sức. Em dễ mà. Cái gì cũng có sự bắt đầu. Khi mà anh tiến thì em sẽ lùi, và anh tiến cái chân nào thì em lùi cái chân đó, còn cái chân còn lại thì giữ nguyên. Vậy là mắt em chỉ nhìn xuống chân anh thôi hả? Không, bởi vậy mới tập trước là để cho nó quen á. Dù anh chân phải trước thì em lùi. Em ý là chân phải trước thì em sẽ lùi chân phải hả? Không, em lùi chân trái, nãy anh nói rồi. Chân nào anh tiến thì em sẽ lùi cái chân tương ứng. Cha 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 đó chứ chậm chà chà. Đó. Đi tới thì luôn như đi chợ vậy đó em chỉ đi thôi. Thôi để em đi đi. Cứ đi như đi chợ vậy đó, vậy đó. Hồi nhỏ chị, ba chị dạy chị còn biết mà. Coi như là điệu đi chợ em cứ cha 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 ma lít cái chồng già già. Em cứ đi vậy đó chị, em cứ vậy là được à. Ăn thua mình tự tin thôi cưng. Vô. Bước bước tự tin lên, mạnh mẽ lên. Lắc mông rồi qua. Đúng rồi. Đó, cái tự tin lên là nhảy là lát nó vô điệu là. Rồi đuối đi, đừng nhìn dưới chân nữa. Xong rồi lên tới đây bắt đầu anh quay đi qua. Quay đồ dữ dữ quay. Đó rồi. Xong rồi cứ làm vậy vậy. Rồi anh lên chừng ba cái chủ nhật đi là đi nhà thờ xong ra đi vũ trường đi sàn rồi. Chừng ba vòng mà là biết hả? Em cứ nhìn dưới chân đó. Đấy, đó dữ chưa? Té 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 được, té được không, té được không, chỉ cổ té cái coi. Mình phải chỉ cổ chứ. Té sao quên mất tiêu rồi. Trời ơi trời trời, té quên mất tiêu rồi hả? Té xuống vậy hả? Quên là phải coi lại Google. Trời ơi té cái tà té là sao? Nhảy nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy 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 nhảy. Hôm nay cô về cái ngày mơ cô đi đăng ký lớp tập nhảy này nha. Đi chợ điệu đàn rồi đó. Ai ô bung tay rồi ra nữa, ghê ghê ghê. Đó trời, cô này cũng lanh ghê quá. Rồi ok không, cô này lanh á, được á ha, được gài đó. Gài được luôn ha. Thật ra là với lần đầu mà đi vậy là cũng được rồi. Rồi thôi bây giờ ngồi nhau nhìn nhau nghiêm túc nè. Mỗi người nói với nhau một câu nữa thôi, rồi chúng ta sẽ kết thúc chương trình tại đây. Rồi em nói trước. Hy vọng sau buổi gặp mặt này thì chúng ta còn có những cái buổi hẹn hò dài dài nữa. Cái điều anh mong muốn nhất là có một cái kết quả đẹp để báo lên cho chị Cát Tường, để mình còn quay tiếp chương trình Vợ Chồng Son. À, hồi nãy em cũng nói với anh rồi là anh cũng thuộc tiếp người như em mong muốn. Một câu ngắn gọn mà nó đầy đủ xúc tích. Thôi buông tay người ta ra đi ông ơi, cấm nắm hoài. Rồi mời cả hai đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. 1 Như thế nào thì là an toàn đối cho em? À dạ, người ấy có thực sự dành sự quan tâm và tình yêu cho mình hay không? Cũng như là một cái công việc ổn định để mình có thể dựa vào. 2 Thì anh nghĩ là ở xa nhau thì nó cũng là một cái nó cũng là một cái ưu điểm và cũng là cái khuyết điểm, nhưng mà nhưng mà mình sẽ cân bằng nó thì tình cảm sẽ luôn luôn là nóng chứ nó không bao giờ là nó nguội lạnh. 3 Hết thời gian.
bật cưa. Chị bấm mạnh vô. Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Hai bạn nắm tay nhau giùm chị nha. Nắm tay nhau, chà cũng xứng đôi ghê ha. Nãy giờ nhảy em để ý, bây giờ đứng gần mới thấy nè. Cái khăn rất đẹp luôn. Chị Tường sẽ thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn một món quà. Đó chính là sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và cũng không dùng chất bảo quản. Nhưng trước khi tặng quà của chương trình, chị Tường muốn tạo điều kiện cho hai bạn thêm một lần nữa. Hãy tặng nhau một cái nụ hôn nhẹ nhàng kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp mặt tại chương trình. Biết đâu sau này tôi ăn đầu heo thiệt thì đây là những hình ảnh rất đẹp. Tôi quay qua tôi nhìn để chứng kiến. Mạnh mẽ lên, cọp không có cắn đâu, lo. Em không có đâu em. Trời đất ơi, còn hỏi nữa. Cũng không đâu, không đi trời. Rồi, tặng quà cho hai bạn nha. Đây, gửi tặng cho em. Son